chúng ta là cái vòng nập nại, cái gì cũng có thời, giống như kiểu ông các ông nói về mộc ấy. Còn bây giờ mà nhã nhặn mà nói, ví dụ như ai đấy cọc 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 gõ nhà bạn, con bạn đang chơi với bạn, nó chỉ vào con bạn, cọc thằng này mai sau chết, thằng này rồi sẽ chết, nó chỉ vào bạn, mày rồi sẽ chết, mẹ mày rồi sẽ chết, bố mày rồi sẽ chết, đấy là điều hiện thực, ai chả sinh lão bệnh tử, hiểu chưa? Ai thì chả sinh trụ hoại diệt. Cái điều hiển nhiên đấy, nhưng mà nó mang cái tâm trạng u ám mà nó không hướng tới tương lai. Cái chuyện bạn rồi sẽ chết, con bạn rồi sẽ chết, bố mẹ bạn rồi sẽ chết. Tôi cần các ông nói ở nhà tôi à? Trong khi các ông là khách. Tôi đang giới thiệu mọi người cây mộc hương. Nó bảo cây này 2023 xin cũng được. Xong rồi cây gì cũng có thời, nó nói đúng đấy. Bọn kia còn bênh. Nhưng bây giờ ông đang chơi cái ông bỏ mẹ gì bình luận phía dưới. Ông đang rất tự hào về cái con chè sa than với cả cái con chào mào với cái con cu gái của ông. Thằng hàng xóm nó ra hoặc thằng bỏ mẹ nào chả cần biết luôn, không phải hàng xóm. Nó cọc cọc cọc. Con này rồi sẽ chết. Xem ông có tế mẹ chúng nó lên không? Cái mà ông chấp nhất. Ví dụ ông quý con ông nhất. Nó cọc cọc cọc. Thằng ở trên thiên đường ở đâu? Giống như tôi đang là chủ kênh TikTok này chẳng hạn. Tôi đang giới thiệu mọi người kênh mộc, cây mộc hương. Ông bảo kiểu gì năm sau cũng xin, như cả rồi sẽ chạy như thế nọ thế kia. Bây giờ nhà ông đang rất quý con ông đang rất quý con cu gái của ông, tự nhiên thằng bỏ mẹ nào cọc cọc, em bảo anh này, cu gái kia rồi sẽ chết, con anh rồi sẽ chết, con anh sẽ chết, bố mẹ anh sẽ chết, nó là chuyện hiển nhiên rồi, ai chả chết. Tôi đang giới thiệu mộc hương, ông này bảo là năm mai năm sau rồi chạy mới xin không đắt mới thế nọ thế kia. Còn nói thật ra hướng tới tương lai thì rồi ông cũng chết, bố mẹ ông cũng chết, nhưng chả ai dám nói cái điều gở cả. Trong đám cưới người ta cũng vậy, ông chưa đủ thân với người ta, ông không dám nói là mày lấy cái con này về rồi gia đình mày cũng lục đục cãi nhau, thế ông bỏ nhau. Ông thử nói xem nào, xem ngày mai là gia đình ông có xem đặt cố quan tài ở đâu không nào? Xem có liên hệ ngay trung tâm hỏa táng các thứ không nào? Khi các bạn thân tôi, bạn có thể đùa cợt được. Đây tôi đéo biết bạn là ai, bạn cũng không biết là ai, bạn không biết tôi là ai, tôi đang chỉ cây mộc hương. Ông thì bán giày, gọi là giày Adidas, tôi chỉ vào, tôi bảo là mẹ cái giày này nhập Trung Quốc hàng tàu, mấy cả đi rồi sẽ hỏng. Thế ông có tế bố tôi nên không? Chúng ta tôn trọng, chúng ta bị định hướng được, định vị được bản thân chúng ta là khách hay chúng ta là chủ. Và nó làm thế, nó quảng bá cho cái người, đôi khi là chúng ta chả cần làm gì cả. Chúng ta phải hiểu đơn giản như này, nếu không giúp được cho người ta cái gì, thì tránh làm phiền, tránh làm hại người ta. Tôi, cái việc tôi làm nói thật ra chỉ muốn là cây ý là mộc hương giá hiện tại nó như thế này, tại sao mộc hương nó lại đắt, hiện tại nó như thế này. Thì tôi cũng có thiết tha tôi bán đâu, nhiều ông hỏi giá thì tôi không nói. Đấy, tôi cũng không muốn là can thiệp vào chuyện bán hàng, bán hết các thứ. Nhưng không bán thì là địch cụ mày đăng lên, xong không bán nẻ mấy cả, không ấy thì đăng nằm lồn à. Mấy thế nọ thì người ta rất muốn mua, không tìm được chỗ nào mua, không tìm được chỗ nào chuẩn. Tôi cũng làm như thế, tôi là cầu lối, mới cả tôi giới thiệu, tôi quảng bá. Thế là đủ trách nhiệm của tôi rồi. Tôi, đấy là tôi đóng góp cho xã hội rồi. Đây các bố đéo làm được, quảng bá cây mộc hương thì bảo là cây này rồi sẽ chặt, năm sau rồi sẽ chặt, xin rồi đẩy. Khốn nạn nhất là cái thằng đang bán mộc hương, nhưng mà quay sang thằng khác đang quay mộc hương là bảo mày đừng có nói phép, năm sau rồi xin được. Nhưng mà sang bên nó là nó bán mộc hương, các ông gọi cho nó là nó bán. Thế tôi bảo thằng ý là thằng cái thằng tâm khinh thường nhất. Còn mấy ông con dời đang chơi chè than với cả con cu gáy, đéo biết gì về mộc hương, bảo rồi sẽ chặt. Tôi không tác động làm gì, tôi chỉ nói là các ông đéo biết gì. Ở đây nó buôn bán mộc hương, nó bán cây cảnh, nhưng nó bảo là cây này rồi sẽ chặt, tại vì ở trên TikTok của nó. Nhưng mà ở trên cái video của nó bán cây hoa giấy này, bán cây mẫu đơn này. Tôi nghĩ nó còn làm nhanh hơn mộc hương này, nó còn bão hòa sớm hơn. Thế nó bán nó vẫn bảo hôm nay đói quá xuất hàng thế nọ thế kia. Tôi chỉ đáng khinh mỗi là nó là người trong giới. Nhưng mà tôi quay mộc hương nó bảo là năm sau xin được. Mày có tin là mẫu đơn nhà mày năm sau còn rẻ hơn mộc hương rất nhiều. Năm nay mẫu đơn nó rẻ hơn năm ngoái một nửa rồi đấy. Nó bán mẫu đơn này, mẫu đơn là còn lá kim ở trong nam nữa, không phải cái mẫu đơn văn chấn với cả mẫu đơn cờ ta với mẫu đơn mình đâu. Mẫu đơn lá kim rẻ nữa, là hàng trồng công trình. Hoa giấy, mày có tin là hoa giấy cây một năm là nó bão hòa luôn không? Tôi không nói là bão hòa hay thế nọ thế kia, tại vì nói thật ra là động chạm cái ý nó không được tốt. Anh em trong giới biết là, nói thật ra như này này, cái việc giá này, cây mới buôn bán các thứ, nó phụ thuộc giữa bạn là ai, tức là cái người bán là ai và người mua là ai.
Nếu các bạn không có thị trường, nhà các bạn phá đi để xây lại nhá,